lén lút mang theo đồ ăn phải nói là hơi bị khó đó nha. Trời ơi! Phù, ra là cậu. Giờ, chúng ta phải kiếm cách mang đống này vào bệnh viện cho người bạn hiền đang ở trong đó. Phải suy nghĩ thật đột phá mới được. Vậy chắc chắn là được. Ngài có thấy ấm chưa ạ? Nhưng chúng mình phải ăn mặc cho phù hợp nữa. Yêu cầu của bác sĩ đấy nha. Nhớ xử lý vụ giấu tay đấy. Đã đến lúc tuồn đống đồ ăn vặt này vào bệnh viện rồi. Xin chào chị. Anh này cần được cấp cứu ạ. Hai người này có phải bác sĩ không thế? Các anh chị đã đói chưa ạ? Phải ăn mới khỏe được đó. Cái gì đây ạ? Tôi không cầm được, chị ơi. Kevin sẽ không tin nổi đâu. Đúng là đồ ăn bệnh viện. Ai vậy nhỉ? Nina nè. Cái gì? Tớ đến cứu cậu đây. Wow wow wow. Em không mách ai đâu chị. Thôi ngay. Thôi thì thôi. Mình phải đưa mấy cái món này cho Nina bằng được. Mình nghĩ ra rồi. Mắt không thấy thì tim không đau đâu. Em nghĩ chị không thấy em hả cậu bé? Dù sao thì cũng cố. Khoan đã. Mình phải diễn cho tới mới được. Cứ như là hồi Halloween ấy trời. Mong là cái hộp này sạch. Đúng cỡ mình luôn nè. Giống cô bác sĩ chưa cả nhà yêu. Chị ơi, bộ phận này cần phải di chuyển gấp ạ. Giao hàng đặc biệt đây. Em có cần nội tạng đâu bác sĩ. Alo alo, tớ đây mà. Giờ đã nhận ra tớ chưa má? Kevin. Dù không dễ, nhưng tớ đã mang đồ đến cho cậu rồi đây. Có bạn thích thật đấy nhỏ. Chỗ này ngon hơn đồ ăn bệnh viện bao nhiêu luôn. Cậu thích sô-cô-la không? Không à, thế thì thôi. Tụi mình xử nào. Nhưng tớ có thích sô-cô-la mà. Trời, nhìn ngon quá vậy. Phải nhớ gọi cho bác sĩ Sharp nè. Em kia, em nghĩ mình đi đâu vậy hả? Không được mang đồ ăn vào trong. Nhưng em mới mở ra thôi mà. Chị ý chị ngồi đó là hay sao? Khẩu trang hả? Nghĩ ra rồi. Tìm lấy một cái khẩu trang như thế này và nhỏ keo nóng vào bên trong, rồi đặt miếng vải lên trên. Lấy keo ăn được. Và dùng cọ để trải đều lên miếng vải. Chấm chấm nhỏ là hoàn hảo luôn á. Giờ dính các viên kẹo yêu thích của bạn lên nào. Khi đã kín rồi, thế là xong. Nhìn ngon chứ hả? Chào chị. Chờ đã. Em có mang đồ ăn vào không đấy? Mình chưa thấy gì cả. Nhưng trông em lấm la lấm lét thế. Chà. Có vẻ là ổn rồi. Thành công rồi này cả nhà ơi. Và chẳng ai biết được. Mình đã trang bị đầy M&M đậu phộng vào đây. Món kẹo ngon nhất trên đời đó mọi người. Và mình còn có thể nhai nhóp nhép đã luôn. Lúc nào xong thì gọi tớ nhé. Dừng lại đó ngay. Cho chị kiểm tra túi nào. Nhìn phát là biết luôn mà. Không đồ ăn đồ uống, nghe chưa? Em, cầm lấy, đợi cho bạn khám xong đi. Thôi, tí gặp lại. Mấy cái đứa này. Ba cái lợt đáng ghét. Thôi thì ngồi đây chờ vậy. Bà chị ấy có đang nhìn không nhỉ? Hình như ngủ mất tiêu rồi. Mình sẽ cực kỳ nhẹ nhàng á. Cứ mơ tiếp đi chị ơi. Được rồi, mình vẫn chưa bị phát hiện nè. Có bác sĩ kìa, đừng để ông ấy chú ý em nha chị gái ơi. Được rồi, cảm ơn cậu. Mình cần kế hoạch B, nhanh nào. Bác sĩ đông dễ sợ luôn.
Ít ra là chị gái hồi nãy còn dễ thương. Wow, chị đang có em bé kìa. Bụng chị ấy to nhỉ. Gần to bằng túi kẹo của mình luôn. Mình cũng sắp có em bé rồi đây. Phải sắp xếp một chút cái đã. Lại đây nào, ba lô bé bự. Và mình đã sẵn sàng rồi. Đến giờ cho mọi người chiêm ngưỡng cái bụng này rồi. Phải trông y như thật nha. Bầu to đúng là mệt thật đấy. Lại một bệnh nhân nữa này. Em cũng chưa cần khám đâu bác sĩ. Nina kìa. Nina hả? Cậu có tin gì cho tớ hả? Bụng cậu to thế gái. Vừa to vừa ngon đó nha. Cậu nhét gì trong má đấy? Yeah, còn một đống đây này. Em bé này đỉnh không? Tớ chuồn qua quầy để mang vào cho cậu đó. Ở đây cả này. Cũng may mà có kẹo chứ không thì chết mất thôi. Xử lý nào. Ăn kẹo nhiều coi chừng bị như anh kế bên nha bạn ơi. Được rồi. Vào đi Brian. Em ngồi đây ăn sô-cô-la thật đó hả? Không được ăn uống ở đây nha nhóc. Rằng em sẽ mừng lắm đấy. Mình ghét đi nha khoa là vậy đó. Ừ, tớ mới đến phòng nha khoa xong. Này, cậu có gì ăn không? Làm gì có hả gái? Cậu gặp may rồi đấy bạn Hiền. Gì vậy? Đây là trò thông minh nhất tớ từng biết đấy. Cảm ơn nhiều nhá. Giờ tớ biết tại sao cậu lại ở đây rồi. Tớ đang giúp cậu đấy, trời ạ. Không được ăn kẹo trong một tuần nhé Brian. Kevin, đến lượt em. Chỉ có chị và em thôi, sô-cô-la. Mà thôi. Các bạn nghĩ mình đã đủ tinh danh để qua mặt nhân viên y tế chưa? Cũng tại đồ ăn của họ không được ngon lắm ấy mà. Hãy chia sẻ video này với bạn bè để mọi người cùng biết các mẹo ăn vụng cực đỉnh nhé. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của 123Go để xem thêm nhiều video vui nhộn và hữu ích hơn đấy.